未曾如掌控爱，成败因仇恨爱，怎去篡改重幻变的世代？既然难得你在，何时天地偏偏换我来？谁和谁推功引战，覆雨翻海？ 谁和谁追心刻骨，但未敢爱。谁祈求腥风血雨，再重花开？热血赤胆，从无可替代。横越长空与深海，任是归去有来。 Quả tiêu liên hoàn thuyền. Theo Mimi hả? Đã làm gì đó? Nhớ em quá đi hả? Anh Nguyên Thần đúng là siêu giỏi, không cần dùng võ tướng chứ dùng gia cát lượng cũng đủ đánh bể mái luôn. Nguyên Thần, đánh đầu thắng Nguyên nó. Thần. Nguyên Thần. Cho anh Vũ một phen quanh trước đã. Cử động dài là xuất tuyệt chiêu rồi. Chiêu này là 36 kế, kế mượn đạo giết người. Chặn đường rút lui. Chà, Dương Đồng kích tay. Chặn đường lui luôn. Gia Cát Lượng thắng rồi. Chết rồi. Nè Nguyên Thần. Dạ xin lỗi, rất xin lỗi, tôi biết là trễ. Dạ vậy đi, dạ đừng nổi nóng mà lần sau tính cho tôi ha. Xin lỗi nha anh Tài, xin lỗi nhiều. Còn có còn quá đáng hơn nữa không? Kêu đi giao hàng nửa tiếng còn chưa đem tới. Người ta gọi điện tới than phiền nói trà sữa lạnh thành trà sữa nóng luôn rồi. Uống lạnh thành uống nóng, với ông ta tiết kiệm 2 đồng rồi đó ba. Bây giờ con kêu ly kem đá đậu đỏ, ba làm ly đậu đỏ siêu cay cho con có được không? Ê, ngoan đi con trai. Một cơn bão siêu cấp 100 năm một lần, hiện đang thổi qua Philippines. Cơn bão với sức mạnh khủng khiếp, sức gió lên đến 200 km/h, gây nên gió bão tại Manila, thủ đô Philippines. Ồ, hèn gì. Thì ra là do bão, người ta chạy về nhà hết, làm kẹt xe quá chừng, đâu phải như con lười đâu ba. Cơn bão còn ở Philippines, chừng nào mới ập tới Hồng Kông đây, hả? Bão cái gì mà bão, chơi game thì có. Ê, 500 năm mới có một lần, hèn gì, ôi bức, nóng nực. Cũng may, có quán trà sữa Trần Châu kế bên. Wow, mát mẻ hết biết luôn. Ba thì ngày nào cũng phải pha trà để kiếm tiền, con thì ngày nào cũng ở đây uống trà sữa tiêu tiền. Để nguyên con chuột bự vô lu gạo bao nhiêu cũng đâu có đủ, phải không bà?
Trời ơi, đâu cần giận dữ vậy, vua trà sữa. Quái vật game. Hey, ngoan đi con trai. Má à, con ngoan mà. Cô lập tức đến quầy giúp chú Bình ngay. Đó, cậu chịu làm đúng là được đó nghe. Khỏi phải nói, bánh sandwich trứng nướng đây. Nè nè, tôi muốn sandwich bò mà. Ờ, sandwich trứng nướng, sandwich bò cũng là sandwich thôi. Vậy cũng được sao? Giờ toàn thế giới nói gì giảm lượng CO2 mà. Ăn thịt ít một chút đi, giữ gìn trái đất tươi đẹp cho cháu ngoan tương lai của ông đi. Nè, đói bụng rồi. Biết rồi. Chà, tuyệt vời. Chà, cái mặt nham nhở vậy, tán tình được gái rồi hả? Sai, là bị gái tán đó. Nhưng mà phải nhớ câu nói của thần, tán gái thật lòng là tua đó. Ừ. Ồ, mặt của tôi nhìn thật lòng lắm hay sao vậy? Thật sự đê tiện. Quả khẩu, cậu có một ưu điểm nha. Đúng giờ. Ngày nào vừa đến 3 giờ 15 mà thấy cậu bỏ qua đây trốn việc à. Cậu thật sự không có sợ bị đuổi hay sao vậy? Hey, chui gầm xe, lương thì thấp, sợ gì chứ. Nè, cái này là gì? Xe quyết công ty đó. Ở đâu có công ty quy mô lớn vậy? Nhất định là doanh nghiệp xuyên quốc gia rồi. Bác trai, bác vua tính thiệt á. Quả khẩu, tôi biết tại sao cậu không sợ bị đuổi rồi. Bị đuổi cũng đâu có sao, qua đây kiếm lợi từ thằng bạn hả? Làm cái sandwich công ty xuyên quốc gia cho cậu ăn cũng trắng trẻo mập mạp rồi. Đủ rồi ba, đừng có mỉa mai bà của con nữa. Vậy sao con lại nói mỉa ba con hả? À, bác trai, có khách kìa. Hả? Ê, mời ngồi, coi chừng no chết đó. Ghim anh em của mình, ông ta cũng điên rồi đó. Ê, Phi Đa gọi. Dùng được không? Để tôi chạy dư bay qua đây. Thì ta không thể tấn công, phải kiếm binh hy sinh trước cho đối phương khinh địch, sau đó mới tấn công, vậy mới qua được. Giả vờ. Giả vờ tức là 36 kế, kế dục tầm tiên tộc. Nè, cậu coi cho kỹ đi, rồi dạy cho tôi với quả khẩu à, tới lúc trong cuộc thi online, để bọn mình á, lấy trọn giải 1, giải 2, giải 3 luôn. Sao hả, quyển công lực dùng được không? Ông chủ, đúng là bạn có khác nha. Bán hết hàng cũng kiếm được một quyển cho tôi. Giống như cậu nói, bạn mà. À, cậu Win Thần, cậu cũng đặc biệt lắm. Ai chơi Tam Quốc cũng chọn võ tướng. Còn cậu thì dùng nghĩ kế quân sư. Hồi trước tôi cũng dùng Trương Phi đó, nhưng đến sau cũng vậy, không có lên cấp được. Qua từ khi dùng Gia Cát Lượng hả, thì lên cấp dèo dèo luôn đó. Nên mới nói cao thủ thật sự là dùng kế, dùng đầu óc đó. Tôi càng lúc càng cảm thấy tôi chính là Gia Cát Khổng Minh. Gia Cát Khổng Minh chính là tôi. Quả là tâm thần hợp nhất. Nói gì thì nói, cửa tiệm này tôi không làm nữa. Nếu được thì anh lấy mà làm đi. Này, làm ông chủ còn sướng hơn chui gầm xe đó. Đúng đó. Không có tiền làm sao được. Kêu ba cậu mua. Ổng là tôi thì có, làm sao mua cho tôi được chứ. Được, xuất tiền chiêu của cậu. Cảng Nam Thập Bát Thức của cậu đó. 36 kế thì nghe nhiều, Cảng Nam Thập Bát Thức chưa từng nghe nha. Cảng Nam Thập Bát Thức là tâm đắc của ba anh em chúng tôi. Gặp người giết người, gặp Phật giết Phật. Siêu vậy sao? Gài bẫy đó à, câu cá lớn. Phải biết côn, biết nắm lợi, phải biết lười, trốn việc lớn. Hứa lèo xong là phải quỷ quyệt. Thừa thắng xong lên thì phải xông lên. Lưu ý gãy đầu, gãy nát chân. Bước đi trước thì gượng đến cùng, giả mặt lì. Xoay cái vai, anh quay cái đầu, giả tội nghiệp. Cảng Nam Thập Bát Thức. Hay, hay lắm. Ba, một chiêu hạ gục ba luôn. Ba lên để ba giải phẫu. Phù chết người à. Đúng gọi là Quyên Thần, anh là ôm thần á. Em đó, tối ngày coi mấy cái siêu tự nhiên gì đó. Siêu tự nhiên gì vô dụng quá đi. Vô dụng bằng anh hả? Còn mấy cái sách em vô dụng, em vô dụng, em vô dụng đó, em vô dụng đó. Nè, lần trước nói chuyện với ba là khi nào vậy? Hình như là 4 năm trước lận. Nhà cái bên nấu canh khét. Anh là chạy đi, cháy nhà đó. Nè, của em nói gì? Sách của em đâu rồi? Hai ông anh của tôi thiệt là. À, anh hai, giúp em đi. Kỳ thi này em thi Tam Quốc Diễn Nghĩa. Anh là Gia Cát Lượng tái sinh. Ông ta phát minh bát trận đồ đánh thắng Lục Tốn ra sao? Em hỏi đúng người rồi đó. Bức đồ đó cực kỳ lợi hại. Trước tiên là chiêu Dương Đông kích Tây, sau đó bắt đầu phải bắt vua. Khiến Lục Tốn sợ quá, lưu binh không có dám đánh nữa. Thật ra em không biết được có nói, em đã bỏ bộ lịch sử từ lâu rồi. Sau đó tới chiêu bỏ đồ dụ ngọc, làm cho Lục Tốn và Lã Bông mất quà, chém nhà mà chết luôn đó. Bát trận đồ là một trận pháp chứ không phải một tấm hình đâu. Trời ơi, ba không biết thì đừng có nói đi. Hôm qua con mới giành đủ điểm, thắng được bát trận đồ về thắng Lục Tốn thôi đó. Trong game đó hả? Gia Cát Lượng trong game đánh máy, dùng cái roi đánh thắng người dơi cũng còn được nữa.
Sao vậy? Ăn con miếng cơm mà nhìn ba tới ba lần, lại nghĩ quỷ kế gì nữa đi. Quỷ kế gì chứ? Ba của con có dáng ông chủ như vậy thì con ít nhiều gì cũng có di truyền mà. Ba, con muốn học theo ba, không đi làm công mà làm ông chủ đó. Con ngoan rồi à? Nó là không muốn chọc tức ông chủ bây giờ nữa, tức là tôi nè. Con không phải chỉ nói chơi thôi đâu. Có tiệm game muốn chuyển nhượng, đó là chỗ tốt đó. Vậy à, tiệm trà của ba sau này ai làm đây? Trời ơi, ba còn khỏe tới vậy, đâu có nghỉ hưu sớm chứ. Với lại, từ lúc đó có sinh viên khoa quản lý công thương ưu tú nhất giúp ba quản lý tiệm trà được rồi. Anh hai, trước giờ anh đâu có từng bốc với ba và anh ba như vậy đâu. Nó thiếu khoản tiền sang tiệm đó mà. Ơi, hai ba chục thôi ba, chuyện nhỏ thôi mà. Ba có biết không, ba là một trong 550.000 triệu phú toàn Hồng Kông mà. Một cắc cũng không có cho. Nguyên nhân là một cắc con cũng chưa hề kiếm được. Thì con sẽ thay đổi mà. Thay đổi hả? Ở trước tiên thay đổi ít chơi game lại đi. Vì sang tiệm giả tội nghiệp. Ba à, con không muốn bị người ta coi thường mà. Suốt ngày bị nói là rác rưởi, phế vật, phải thu nhặt lại đó. Cái chiêu giả tội nghiệp này không có tác dụng với ba đâu con à. Được thôi, con muốn thay đổi đúng không? Trước tiên là phải siêng năng xuống tiệm trà giúp việc. Không được đến trễ, không được về sớm, không được trốn việc, không được rút tiền tủ. Con rút tiền tủ hồi nào chứ ba? Ê, bạn của con đó, ngày nào cũng đến ăn sandwich công ty xuyên quốc gia, vậy có tính không? Ba không giúp thì thôi đi, có cần tính với con không? Con là con của ba mà. Nó mỗi năm cầm mấy triệu đi đoàn du học, đoàn giao lưu thì được, còn có cái gì cũng không được hết. Nó thì sao giống được, hả? Nó được cái học giỏi, còn các hạ con được cái gì giỏi? Đó là do ba bắt con tối ngày xuống tiệm trà giúp việc, cả con nâng cao trình độ thôi mà. Cho dù con không xuống tiệm trà thì cũng ở trong nhà chơi game thôi, sao nâng cao trình độ đây? Chơi game cái gì chứ, con còn công việc khác nữa mà. À phải hả, cái phần kêu diễn viên tạm thời đó hả, còn gọi là lính quen, thằng lính, còn có người gọi là tép riêu đó. Ba xuống ngày coi thường con. Không muốn bị coi thường, dựa vào bản thân mình đi. Con dựa vào bản thân không dựa vào ba. Đừng có cãi nữa mà, ngoan đi mà con. Phoebe, em nhớ anh quá à. Em yêu anh. Anh mà không chịu dỗ em là em sẽ chia tay với anh đó. Ơi, đến dỗ gái cũng không có tâm trạng nữa. Anh cũng vậy. Anh cũng vậy. Có người muốn ép mình. Xem coi làm sao đã. Trời đất ơi, xấu giả mang luôn. Ý khoan đã. Xấu thiệt nhưng cũng có cô bạn xinh đẹp tên là Gigi nè. Kết bạn trước đã. Đúng rồi, trả lời cho Daisy luôn. Được thôi, chia tay đi. Coi luôn độc tâm thần thám cái đã. Chân của anh đã bán đứng anh rồi. Anh có biết là trong rừng chân của mình đã bán đứng mình. Alo. Tôi nè. Vụ gì? Kêu cậu giúp em họ tôi kiếm điểm lấy kiếm mảnh đất của Tào Tháo đó. Em họ tôi hối rồi. Tôi quên nói với cậu, hôm qua cài suốt đêm cho cậu xong rồi. Nè, tên của em họ cậu là cái gì vậy? Tôi lập tức gửi qua. Thiên Sát Ma Tinh. Ừ. Thiên Sát Ma Tinh. Tên gì xấu quắc vậy? Xong rồi. Nè, nhưng mà cậu nói với em họ của cậu nha. Đánh với cao thủ chỉ nhờ cây kiếm mảnh đứt thôi đó, chưa chắc được đâu nghe. Chỗ người thân tôi giúp cậu ta hoàn thành tâm nguyện thôi. Cậu ta hả chơi dở lắm, vòng sơ kết cũng không bên nhóm tụi mình, vòng chung kết cũng không thấy được cậu ta. Nói đến vụ của mình trước đi, tiền sang tiệm có chưa? Chiêu giả tội nghiệp của cậu có xài được không vậy? Ôi, đừng nói nữa. Tôi dùng hết cả nam thập bát thức, ai ngờ ba tôi đáp trả tôi. Ba tôi nhất quyết, không thèm quan tâm tới tôi, lập tức kết thúc luôn. Thì ra đụng thứ dữ rồi. Ê nè, bạn gái tôi gọi đó, thôi vậy đi nghe. Vậy cậu vỗ gái trước đi. Cũng chưa phải là kết thúc mà. Chào nha. Bye bye.
Thằng khốn đó, chạy đồng tới được thằng cấp gì của tôi. Người xấu mà còn đê tiện nữa. Trời ơi, đẹp quá. Chào mừng các thí sinh đến tham dự cuộc thi hôm nay. Chính là ở hiện trường Cường Bá Tam Quốc Online. Vòng sơ kết là hôm nay và ngày mai. Thời gian 2 ngày thi đấu, 4 người đạt điểm cao nhất sẽ tiến vào vòng chung kết. Trong không khí long trọng này, chúng tôi còn mời được người tình trong mộng của các fans. Nữ thần cấp G, Christy, sẽ đánh trống mở màn cho cuộc thi của chúng ta. 1, 2, 3, bắt đầu! Ê! Không thể thua, không thể thua. Kim thì thoát xác. Yeah. Đã thảo kinh xạ. Wow, wow, wow. Đã có kết quả cho vòng sơ kết. 4 bạn được điểm cao nhất có thể vào vòng chung kết, gồm có vũ trụ nguyên thần, sát không dây, vua bể máy và vô địch. Christy, Christy! Nè, bây giờ điểm cao nhất là mẫu đó. Chờ chút, Christy! Mình như vậy trước đi, đi làm thôi. Bye bye, Christy! Bye bye! Thôi được rồi, tất cả mọi người chuẩn bị. Chuẩn bị! Diễn xuất! Xông lên! Hơi rắn kìa. Anh làm cái gì vậy trời ơi? Anh chết rồi, anh là xác chết. Sao bật vậy được chứ? Trời ơi, bây giờ tôi không phải đóng phim cương thi đâu anh hai. Đạo diễn là có rắn kìa, nó mới chạy qua kìa, không thấy sao? Chạy hả? Anh chạy đi cho tôi thì có. Phó đạo diễn, thay người cho tôi. Đạo diễn, người này thay không được. Tên này là Hoàng Thân Quốc Tích nào đây? Anh ấy tập hết rồi, chỉ còn mỗi cảnh đưa thư chưa đóng thôi. Làm lại lần nữa đi. Lên lại chút đi. À, anh ấy biết rồi mà. Có rắn mà 28 đồng một giờ cho lấy bán mạng luôn. Điên khùng. Anh hai, có về ăn cơm không? Không về. Mất công phải nhìn mặt của ba. Cha đúng là nóng tới má cũng nhận không ra luôn. Hình như là bị ảnh hưởng khí áp gì đó. Nghe nói cơn bão đó thổi đến từ Đài Loan đó. 500 năm mới gặp một cơn bão siêu cấp, đúng là lợi hại đó. Lợi hại thì biết xoay chuyển đi. Là giống như ban đầu thổi tới Hồng Kông có tốt không chứ? Khỏi phải đóng nữa. Anh coi bây giờ, trời nóng, còn mặc đồ cổ trang đội nón sắt nữa. Biết trước mệnh vậy, không thèm nhận đóng luôn. Nè phó đạo à, kiếm gì vậy? Lệnh bài đâu, biết lệnh bài đâu. Bài gì hả? Nè, trời ơi. Làm gì vậy? Tên tiếp điêu này, lại là anh. Lần nào cũng gây chuyện cho tôi gánh. Cái lệnh bài này cho anh ngồi sao? Ơi, quan trọng vậy đừng có để lung tung chứ. Qua điện thoại hết pin rồi, thay pin cái đã. Thái độ đó của anh là sao nè, đây? Phó đạo diễn. Nè. Anh cãi hay lắm, cãi tuyệt lắm. Hắn tối ngày kiếm chuyện chửi tôi hoài. Tôi ghét nhất cái loại người đó. Bài đặt ra dễ ta đúng đây. Đúng đó. Nói thì nói bây giờ không có người khiêng giác. Hay là anh nhận luôn đi kiếm thêm tiền. Phải khiêng giác nữa hả? Thì anh cứ khiêng đại mấy thứ qua lại thôi. Ôi, khiêng đại hả? Tôi giỏi nhất đó. Bỏ lên đi. Dạ, chú à, có cần không vậy? Coi chừng bị cụp xương sống luôn đó. Cuộc sống của đàn ông quan trọng lắm nghe. Đây nè. Lớn gì rồi, qua đừng có xe chứ, nhóc con. Là tên khốn này ha. Làm hư cái đèn của tôi, đền tiền đi. Tôi còn chưa nói anh làm đèn xe của tôi, đền tiền hả? Đốt một sấp tiền âm phủ cho anh thì có. Anh nói cái gì chứ? Nè, cậu làm hư cái đèn đó hả? Anh ta tông nguyên chiếc xe vô tôi, mất trượt tay thôi. Cậu. Nè, đừng có chạy chứ. Nè, sau này tôi không muốn thấy cậu đâu nghe. Cậu nghỉ việc đi. Anh Vũ. Chuyện gì vậy? Cậu đó đúng là đặt tên không sai, đúng là đồ vô dụng. Đến kiếm người về cũng vô dụng thôi. Được rồi. Anh nói cái gì chứ? Anh lấy tiền phí trà.
Lester của Manchester đó. Ê, lương tuần cao hơn lương năm của anh nữa đó. Làm tôi xin lỗi đấy đi. Đừng có cậu... ông nữa. À, xin lỗi. À, xin lỗi anh Vũ. Xin lỗi. Cậu đúng là bệnh rồi đó. Ê, phải đó, cậu ấy có bệnh á. Cũng tại cái thằng khốn kiếp nhà giàu đó. Tôi bỏ đi mà. Thằng khốn đó hại tôi mất lương, hại tôi bị la. Tôi không bỏ qua chuyện này đâu. Tôi cũng muốn đánh hắn lâu rồi, nhưng mà đánh hắn thiệt sao? Ra vô có bảo vệ mà. Sợ sao? Có hàng coi kìa. Trời ơi, người đẹp thiệt đó. Cái miệng sắp bốc lửa luôn. Trời ơi. Nè, dám đụng tới bạn gái tôi. Chị dâu. Fanny, anh tốn em vậy, xem cắm sừng anh chứ. Nhà người ta bán xe, còn anh thì chui gầm xe. Là người thì phải biết chọn thôi đúng không? Tôi không đánh cô bể miệng, tôi không phải là quả khẩu. Nè, có chuyện gì vậy? Không có gì. Bibi, tụi mình đi. Một lũ điên. Tôi cảm thấy mình rất là cừ đó nghe. Cừ ra sao? Hả? Mỗi lần tôi tán gái đều không quá một tuần là bị người ta đá. Không có ngoại lệ đâu. Thành tích cũng hơn 100 lần luôn đó. Tôi còn không được ghi vào danh sách kỷ lục ghi đáng sao. Tôi nghĩ tôi còn cừ hơn cậu đó. Cừ là sao? Tôi đi làm hơn 100 công việc, nhưng mà lần nào cũng bị người ta đuổi hết. Sau cùng còn tặng tôi một câu nữa: vô dụng. Vô dụng. Nè, cậu có nhà, có phần công việc không bao giờ bị đuổi. Cậu không cừ bằng hai chúng tôi đâu. Tôi cừ hơn nè. Cừ ra sao? Tôi có một người cha chỉ biết la con trai mình thôi. Một người mẹ chỉ biết nói con ngoan đi con, như một cái máy thu âm gì đó. Một thằng em trai suốt 24 tiếng đồng hồ chỉ toàn biết chuối mũi vào sách. Và một đứa em gái chỉ toàn biết nghiên cứu hiện tượng siêu tự nhiên. Vậy là cậu cừ rồi. Được rồi, cái xấu đừng có nói nữa. Lần này tôi nhất định phải thắng cuộc thi. Nhất định phải thắng 20 triệu tiền thưởng luôn. Nè. Vì tôi sẽ mở tiệm, làm ông chủ, cạn ly. Trời ơi, vụ gì vậy? Thằng nào ồn vậy? Quá đi. Ồn ào. Nè, áo dây. Nè, áo dây rồi, thấy rồi. Áo dây. Thằng khốn kiếp đó. Thằng khốn đó, nó dám tán tỉnh nữ thần Christie của tôi kìa. Còn giành luôn giải thưởng an ủi nữa. Người đẹp chân dài miên man cũng không còn nữa. Thằng khốn kiếp. Nè. Xe đẹp hả? Làm cho mày người xe dính vô nhau luôn. Cổi chạy. Ông. Thuốc lắc. Đi thôi. Cái gì vậy? Rõ ràng cất kỹ rồi mà. Nè anh kia, anh không sao chứ? Ta anh đang cầm cái gì vậy? Không chơi nữa. Kiếm cái gì ăn trước đã. Cái cuối cùng rồi. Anh đói bụng quá, nấu mì cho anh ăn đi. Anh hai chơi game cả ngày đói bụng quá rồi. Nấu mì cho anh ăn đi. Thôi, anh tự nấu đi. Em đang coi bài giảng của giáo sư Tào Đại Quy. Ông ấy là cố vấn danh dự của hội khoa học tụi em đó. Những cố vấn như vậy toàn nói tùm lum thôi hả? Gì chứ, phát biểu mới nhất của ông ấy là lý thuyết về du hành không gian đó. Em đừng có điên nữa. Người ta nói đại, em cho là bí kíp. Cái gì mà du hành không gian, hãng du lịch tổ chức chứ. Anh hai à,
Em gái à, anh hai chơi game suốt mệt mỏi vậy vì cái gì chứ? Cũng vì thắng cuộc thi thôi, vì 20 triệu tiền thưởng thôi mà. Anh hai thắng có tiền rồi á, sẽ dắt em đi phẫu thuật mắt cận nè ha. Vậy là em biến thành nữ hoàng xinh đẹp rồi. Vì bản thân anh thôi, vì anh muốn làm ông chủ thôi. Trời ơi, anh nói được anh làm được mà. Anh đã từng nói khi nào em tốt nghiệp đại học á, anh sẽ mời em đi du lịch cả châu Âu luôn, phải không? Đi mà. Nấu mì cho anh vậy. Thêm 2 miếng thịt heo nha. Dạ. Ý khoan. Gì nữa? Nè, tháng này á, má nhất định là đã cho em tiền để xài rồi ha. Nè, cho mượn 100 đi. Anh biết ví tiền của em đang để ở đây. Đi mà, cấp cứu thôi mà. Không thể để cuộc thi được đâu. Vậy lỡ dư phải đi taxi thì sao chứ. Đi mà, anh xài thì anh trả lại cho em. Ngoan đi. Đứa em này đúng là ngoan lắm nha. Ngoan lắm. Nè, thêm 100 nữa nha. Em hết rồi, em hết tiền rồi mà. Thôi được rồi, được rồi, 100 thôi. Vậy ngày mai có cần gọi anh dậy không? Không cần đâu, nấu mì đi ha. Dạ. Quyên thần, quyên thần, quyên thần. Quyên thần đúng là nhiều fan thần. Nói mày lắm. Giỏi thiệt đó nha. Ê, nè nè nè. Chúc may mắn, anh hai vũ trụ quyên thần của em. Anh thắng chắc rồi, em gái xinh đẹp của anh. Nè, coi thử coi thí sinh nào tham gia. Được thôi. Sát Thông Giai, vua bể máy, vô địch, biết rồi. Có Thiền Sát Ma Tinh, Lam Điền Trương Phi, còn có đẹp trai, Rào Vung Lửa nữa. Nè, Thiền Sát Ma Tinh sao mà nghe quen quá vậy? À, em họ của cậu mà. Nó vô vòng cuối rồi. Phải không? Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy chuẩn quán quân Thiên Sát Ma Tinh hả? Thiên Sát, sát Ma Tinh hả? Đi. Cậu gạt tôi, nói với tôi Thiên Sát Ma Tinh là em họ của cậu hả? Nhỏ Penny này gạt tôi rằng Thiên Sát Ma Tinh là em họ của cô ta. Em họ là bạn trai của cô ta à? Từ đầu tới cuối không có em họ, chỉ có hai thằng khùng bọn mình thôi. Cô ta lợi dụng thằng khùng với cậu, gạt thằng khùng với tôi, giúp thằng khốn của nó lấy được kiếm mảnh đất vô vòng cuối luôn rồi. Đồ ngu, tôi đánh chết. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Để tôi đánh chết hắn ở trong game, lấy lại lòng tự trọng của bọn mình và giải thưởng nữa. Vòng cuối cùng chính thức bắt đầu. 3, 2, 1. Vũ trụ quyết thần, anh thắng chắc rồi. Thiên Sát Ma Tinh hả? Đánh cho mày thành Thiên Sát Cô Tinh luôn. Vậy mà cũng không chết. Cũng may mình còn kế liên hoạt. Đánh với ta, cho lại tấm điểm viên trước đi. Tiểu Lý tàn đau, Trương Phi bốn mắt, ngươi tên côn kiếp này. Tôi đi. Tôi sẽ không sao chứ? Cảnh sát đã tìm được 10 gram thuốc lắc ở trên xe của anh. Đã có đủ chứng cứ khởi tố anh tội tàng trữ ma túy. Nếu tội danh thành lập, nhiều nhất cũng phải ngồi tù 6 năm. Tôi không muốn ngồi tù. Mời vào. Chủ tịch Châu, Philip Trương, con đây là luật sư Trương, sư phụ của tôi đó. Tôi cố tình mời ông ấy đến giúp tôi. Chào ông. Luật sư Trương, vụ án của con trai tôi trông cậy hết vào ông. Được, mời ngồi. Được, ngồi. Vụ án này tôi đã tìm hiểu rồi. Theo báo cáo của cảnh sát, chiếc xe của anh từng bị người ta cải cửa, tức là có người lên xe của anh một cách phi pháp. Anh nghĩ xem, gần đây có đắc tội với ai không? Có phải là có ai muốn hại anh, muốn vu oan cho anh không? Đúng vậy, đúng vậy. Như định là có người muốn hại tôi, như định là vậy rồi. Thứ sáu lúc 2 giờ khuya, tôi không có xuống dưới đường đâu, thưa sếp. Có thấy qua không? Không có.
Tôi thấy có ba thằng nhóc con ở trong xe không biết làm gì nữa. Vậy ông có nhận ra họ không? Nhận được một người. Anh ta làm ở công ty điện ảnh ở trên tầng lầu kia kìa. Tổ trọng án khu vực, Mã Tư Tính có ở đây không? Phải. Tư Mã Tính là con trai của tôi. Không phải là có chuyện gì với hai sếp? Hai sếp kiếm tôi có chuyện gì không vậy? Chúng tôi nghi ngờ anh lấy một bao thuốc lắc để lên xe của Châu Trí Kiên du quan cho anh ta. Chúng tôi nghi ngờ anh tàng trữ ma túy và cản trở thi hành pháp luật. Bây giờ mời anh về hỗ trợ điều tra. Anh muốn tôi nói bao nhiêu lần đây, bao thuốc lắc đó không phải là của tôi. Đúng vậy. Hôm đó Châu Trí Kiên hại Tư Mã Tính làm hư cái đèn. Hai người họ có gây với nhau? Có người chính mắt thấy ba người các anh ở trên xe của Châu Trí Kiên phá hoại gì đó. Bây giờ chiếc xe đã chứng thực bị cậy cửa. Anh làm ở tiệm xe, anh có làm hay không? Bây giờ trên bao thuốc lắc kiểm nghiệm qua có nhân tài của anh trên đó. Còn có giám chế công ty điện ảnh thấy anh và Châu Trí Kiên tranh chấp, anh muốn báo thù nên để bao thuốc lắc trên xe của người ta du quan cho anh ta. Tôi không có. Đúng là tôi muốn báo thù đó. Tôi chỉ nghĩ là dùng cây dính chuột dính hắn trên ghế xe thôi, chơi cầm hắn thôi. Bao thuốc lắc đó không phải là của tôi, lỡ trên ngăn kéo xe của hắn rớt ra thôi mà. Mời hai người qua bên này. Sếp à, hai người này đến bảo lãnh họ đó. Má, hai người làm thủ tục xong có thể về được rồi. Cảm ơn. Hai người đi trước đi, chắc bà tôi sắp tới rồi. Đi về. Nè, không có ai tới bảo lãnh anh thì anh phải ở đây rồi. Sếp à, con trai. Sao ông trễ hơn nữa đi? Trời ơi, con nói gì vậy? Thái độ gì đây? Hả, cái thằng này. Không muốn tới bảo lãnh thì nói đi, sao trễ như vậy? Thì giờ đến rồi nè, nó bảo lãnh là bảo lãnh hả? Lại phải kiếm luật sư, lại phải làm thủ tục khiến ba mệnh muốn chết. Ba chưa có lên tiếng còn nổi nóng với ba nữa hả? Nè, giờ ai là tàn trữ ma túy, du oan quậy lớn chuyện gì vậy? Ba nghĩ là con có làm sao? Ba nghĩ con có hay không cũng không có gì. Chả lẽ người ta không có chứng cứ lại bắt con? Ở đâu ra ba không tin con của mình vậy chứ? Bà bán phía trà quả khẩu kìa, bà bán họ không phải gì đâu. Ba làm ba cái gì vậy? Con làm con kiểu gì vậy? Ba nà, cãi xong chưa vậy? Đây là sở cảnh sát đó. Vậy con về nhà mà dạy đi. Nè, cái giường này hơi bị cũ một chút, chịu khó một chút nghe. Có cái gì đâu chứ, tôi chẳng thà ngủ cái giường này, tôi không thèm về nhà nhìn mặt ba của tôi nữa. Ôi, con người cậu thiệt là. Nè, tôi khuyên cậu đó, tốt nhất là làm lành với ba cậu. Nói gì ông ấy cũng có căn tiệm mà. Bây giờ chúng ta dướng vào vụ kiện này phải ra tòa đó, tốn nhiều tiền lắm đó. Cậu nói đúng đó. Tiền thôi mà, bớt quá làm thêm mấy phần công việc thôi. Tốn nhất là có anh em ở bên cạnh, không cần sợ nữa đúng không? Đương nhiên. Đương nhiên rồi, phải sợ sao? Đương nhiên phải rồi hả? Sợ gì chứ. Là Thiên Văn nói sẽ có bão cấp 8. Cơn bão đó đang chuyển hướng tới Hồng Kông rồi. Muốn nghỉ sớm thì giúp đỡ chúng đi. Giữ luôn hai cảnh này nữa là xong. Vô vị trí đi. Máy trời Action! Go! Các anh hai ơi, là anh hai, các anh đang làm gì vậy? Cảnh này nói các anh trước cảnh tử chiến nhưng mà các anh chưa chết đâu mà. Đừng để cái mặt chết ra cho tôi coi được không? Được rồi, diễn lại đi. Anh đó. Tôi nói anh đó. Không phải là cái thương, trời ơi, là anh. Anh đứng sai vị trí rồi. Anh mặc đồ cổ trang đứng trước tòa cao ốc hiện đại kìa. Bây giờ tôi đâu phải là đang quay phim khoa học viễn tưởng đâu anh hai. Đạo diễn à, anh Hòa đang đợi đó. Vậy nhảy qua cảnh của anh Hòa trước đi. Hả? Tất cả mọi người nghỉ chút đi. Hả? Qua bên này đi, qua bên này. Biết rồi. Alo, má. Ngoan đi mà con. Có cảnh sát đến tìm con. Họ nói bây giờ đã đủ chứng cứ bắt con rồi đó. Không tránh được nữa đâu. Con nhận tội đi. Ba sẽ kiếm luật sư tốt nhất để xin giảm tội cho con. Cùng điên sao? Sao cứ đối con mình phạm tội hoài vậy? Không phải là ba nói, hai thằng bạn tốt của con đứng ra làm chứng là con tàn trữ ma túy. Không thể nào. Chính miệng cảnh sát nói đó. Alo, Vita, cậu có nói với cảnh sát là tôi trữ ma túy không vậy? Tôi không có, là quả khẩu nói đó. Cậu ấy nói nếu không thoát được vụ án này thì má cậu ấy sẽ nhảy lầu. Quả khẩu? Nè, không thể nào.
Quả khẩu không làm vậy đâu. Không phải tôi, là phí tra bán đứng cậu đó. Cậu ấy nói nếu không thoát được vụ án này thì ba anh ấy sẽ đốt thang tự sát. Alo, 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 nghe không được. Alo, alo, nghe không được. Dậy đi, dậy đi. Alo, alo. Hai thằng khốn này cùng nhau dối trá vì muốn thoát thân bán đứng bạn của mình. Tôi nói là anh em nữa. Chà, Bảo thật sự tới rồi. Không được, Kim Chỗ núp trước đã. Anh hai, anh đang ở đâu vậy? Có phải anh bỏ trốn không? Có phải cần tiền không? Em còn vài trăm tiền liền xì, em cho anh hết nha. Em gái, sao lại trở thành như vậy chứ? Giờ phải làm sao? Làm sao bây giờ đây? Có lẽ sẽ không ai kiếm được mình đâu. Chà, đẹp quá. Sao tự nhiên lại ngừng lại rồi? Nam mô A Di Đà Phật. Cảm ơn Chúa. Nam mô A Di Đà Phật. Cứu tôi với. Cứu tôi. Sao lại có tiếng kêu vậy? Cứu tôi. Không, cứu tôi không với. Lẽ mình rơi xuống âm phủ rồi sao? Quynh đạp tôi rồi kìa. Quynh hả? Dạ. Anh là ai vậy? Làm gì ở phía dưới tôi vậy? Dù sao thì cũng cảm ơn nha. Tôi lên trước đây. Cứu. Cứu tôi. Cứu tôi với. Cứu tôi với. Đi thôi. Bên đại ca, cứu tôi với. Bên đại ca, cứu tôi. Bên đại ca, cứu tôi với. Qua. Nè, chụp lấy, nắm chắc vô, kéo anh lên đó. Cố lên. Tới rồi, đưa tay đi. Đa tạ bên đại ca. Đa tạ bên đại ca. Không sao đâu, nói gì cũng là đồng nghiệp mà. Bên đại ca, không đúng không đúng, phải gọi là ân công mới đúng. Anh thật là cảm tạ ân công đã có ơn cứu mạng. Xin nhận của Phạm Căn một lại. Thôi, được rồi, được rồi. Diễn viên quần chúng cũng là diễn viên, cũng phải biết thoát khỏi vai diễn chứ, chứ không dễ tẩu hỏa nhà ma lắm đó. Sao trong mặt anh lạ quá vậy? Anh là người ở công ty nào vậy? Anh chắc chắn đang trốn việc rồi, lăn xuống núi rồi, đáng đời lắm đó. Xin hỏi ân công, cái gì trốn việc? Trốn việc là ý gì hả? Vậy mà cũng không hiểu nữa hả? Từ nhỏ cha tôi cũng nói là tôi không được thông minh cho lắm. Trời, nguồn vậy chữa lại cũng tốn thuốc. Kiếm đường chạy thôi, cảnh sát sắp đuổi tới nơi rồi. Ân công à, đừng đi. Ân công. Được rồi, lát làm việc gặp sau. Tạm biệt. Ân công. Chà, đi như vậy cũng đâu có phải là cách đâu. Mở cái GPS ra coi thử mình đang ở đâu đây. Có lộn không vậy? Long Cổ Tân trước giờ cũng có tín hiệu mà. Trời ơi. Yeah!
Tên binh sĩ của cái châu này dám to gan chạy đến đây, tiện hắn lên đường. Xin lỗi xin lỗi, tôi không có thù tổ này đâu, tôi ở tổ khác đó, không cản trở mọi người đóng phim đâu ha. Đừng có nói mấy nhau vậy. Không phải giả bộ sao? Không phải kèm vào nách sao? Tiểu huynh đệ, không sao chứ? Khu vực này nhiều bọn cướp khăn vàng sót lại lắm. Nhìn ngươi mặc quân phục ký châu, chắc là trốn nạn đến đây. Chúa công của ngươi Viên Thượng đã bị Công Tôn Khang giết chết, đã quy thuận Tào Tháo rồi. Khu vực phương Bắc đã thuộc về Tào Tháo, tốt nhất là ngươi không nên trở về đó. Các, đừng có chơi nữa, đứng dậy đi. Chết thật rồi, là chết thật rồi. Ân công, ân công, ân công, huynh không sao thì tốt quá. Lúc nãy tôi kêu ân công chính là muốn nhắc ân công bên này có nhiều bọn cướp còn sót lại, nguy hiểm lắm. Rốt cuộc ở đây là chỗ nào vậy, anh cho tôi biết đi. Ở đây là Kinh Châu đó. Kinh Châu là ở đâu vậy? Tức là đại khái là phía đông của Ích Châu, phía nam của Dự Châu. Cái gì mà ồn ào vậy? Ân công, ân công à, ân công, ân công. Wow, không phải kia sao được ảnh chứ, có đúng không? Ý, đó là quân đội của Thường Sơn Triệu Tử Long mà. Triệu Tử Long? Triệu Tử Long của Tam Quốc hả? Anh trả lời tôi trước đi, năm nay là năm gì vậy? Năm nay là Kiến An năm 12. Vậy tức là thời đại nào chứ? Hiện nay là thiên hạ của Đại Hán. Triều Hán? Triệu Tử Long? Mình thật sự đã tham gia đoàn du hành không gian trở về Tam Quốc rồi. Chung mô hô tay tay 我要晴空与深海，用时归去有来，千万重一刹张开，以后别更精彩。岁月曾挥然于腮，故事总有你在，记住如果要分开，再回来。